Hoan nghênh các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Sông Nước Miền Tây đến với trường Mỹ Xuyên 2 của thị trấn Mỹ Xuyên. Hôm nay trường có tổ chức lễ phát quà cho các em học sinh ở trường với 100 phần quà. Đấy là một chút quà nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa cho các em học sinh ở nơi đây. Xin mời các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn. Thank you.
cùng với thầy trưởng, thầy cô cùng tất cả các em chúng ta sẽ thưởng thức lưới đèn 28 do bạn Thủy Tiên của Đông Nam A thì chúng ta cho các bạn Thủy Tiên cùng nhận tay nhé. Chúng ta sẽ đưa ta lên trả lời, nếu chúng ta trả lời đúng chúng ta sẽ được một phần quà nha các em. Chúng ta chủ yếu là vui nha. Thì sau đây xin mời cô Nhi sẽ lên chào các em hai người đồng chủ. Chào các em, chúng ta vừa nghe tiết mục văn nghệ xong, bây giờ tiếp theo là phần hái hoa dân chủ. Và trong phần hái hoa dân chủ, nếu như cô Nhi có hỏi chúng ta lắng nghe và trả lời đúng thì mỗi câu trả lời đúng chúng ta sẽ được. We'll be right back.
lời đúng. Bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Theo chị Em Gỗ Tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên cung trăng? Câu A, chị Hằng. Câu B, chú Cuội. C, Thiên Lôi. Kỳ quá luôn rồi, ai bây giờ đây? Mời bây giờ. Chú Cuội. Ai, chú Cuội, chú Cuội rồi, đúng không? Vỗ tay cho các con. Phát quà đi. Lời tiếp theo nè. Hội trăng rằm. Câu C, hội múa lân. Rồi bây giờ cô mời con. Hội trăng rằm. Hội trăng rằm. Hội trăng rằm đúng không các con? Ờ, hội trăng rằm. Đây là câu trả lời đúng. Đề nghị phát quà cho bạn đi nào. Các con có muốn tặng không? Vậy cô sẽ xin xuống dưới này nghe, dùng cho bạn dưới này chút xíu. Bạn nào được thì sẽ được nha. Rồi. Các bạn có muốn mấy quà nữa không? Mấy quà nữa gì cô đọc nữa.